Ok, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn rất vui được gặp quý anh chị và các bạn trong video ngày hôm nay. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chuỗi series liên quan đến cập nhật báo cáo tài chính của quỹ bay 2021. Trong cái video ngày hôm nay mình sẽ đi trả lời một số bạn liên quan đến có hỏi, câu hỏi liên quan đến cổ phiếu Pao nhé. À, chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ đi về góc độ phân tích kỹ thuật một chút sau đó mới đi định giá cổ phiếu này và xem qua báo cáo tài chính như thế nào Nhìn về góc độ phân tích kỹ thuật thì hiện tại cổ phiếu này đang vào uptrend rồi Cổ phiếu này được khá là nhiều quý chị hỏi đấy ạ à, Vào cái trạng thái uptrend nó khá, khá là đẹp khá là đẹp Chúng ta nhìn thấy là nó đang một cái kênh giá đi lên rất là đẹp các bạn nhé Khả năng là cổ phiếu này trong cái thời gian sắp tới nó sẽ đi theo cái kênh giá như này Và thì đây là cái cổ phiếu này Hiện tại mình đánh giá khá là cao cổ phiếu này các bạn đã nhìn đi lên khá là đẹp thì chúng ta thấy là trong cái thời gian vừa rồi đây là một cổ phiếu mà thuộc nhóm ngành năng lượng đúng không ạ thì trong cái thời gian vừa qua khoảng một tháng hai tháng vừa qua nhóm sự khan hiếm năng lượng như thế nào thì các bạn biết rồi năng lượng nói chung ví dụ dầu khí này điện này khí này để bạn thấy là đều có sự khan hiếm và đây là một cổ phiếu là nằm trong nhóm ngành năng lượng và nó có sự phản ứng rất là tốt rất là ok hưởng ứng cái sự được gọi là hưởng ứng những cái gì mà xã hội ngoài kia đang thiếu như thế đúng không ạ cổ phiếu này về góc độ phân tích kỹ thuật nó sẽ khả năng trong cái thời gian như này nó sẽ đi theo cái kênh giá này và khả năng nó sẽ đi kiểu này. Vậy sóng này sóng là sóng số 5 rồi các bạn nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Vậy thì đây sẽ là sóng số 5. Vậy thì hiện tại cổ phiếu này nhìn chung cái này nó đang nằm ở sóng số 5 và sóng số 5 thông thường là cái sóng mà nó đi khá là khỏe nó bị đẩy bởi hai hai sóng trước đó là sóng 1 và sóng 2 đi lẩy tạo một cái xu hướng rất là đẹp và cái nhu cầu của nhà đầu tư theo về góc độ phân tích kỹ thuật là cái xu hướng nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Vì hiện tại đây là một cổ phiếu mà theo quan điểm của mình chúng ta về góc độ phân tích kỹ thuật chưa cần nhìn báo cáo tài chính mà là chúng ta có thể mua rồi, có thể mua rồi, chưa cần nhìn gì cả. Hiện tại thì theo quan điểm của mình, đây là một cổ phiếu khá là tích cực có một cái xu hướng nhìn rất là rõ ràng cái kênh rích rắc Đánh giá rất rắc của nó đi rất là rõ ràng và cái những cái bước sóng đi rất là rõ ràng. Đây là sóng số 5 các bạn nhé. Ok. Thì cổ phiếu này hiện tại về góc độ phân tích kỹ thuật chúng ta không có điểm gì đáng phải chê cả. Vậy thì chúng ta sẽ đi về góc độ báo cáo tài chính một chút xem như nào. Nhìn về báo cáo tài chính một chút chúng ta sẽ xem cái lợi nhuận sau thuế xem như nào các bạn nhé. Lợi nhuận sau thuế của quý 3 2021 chúng ta đang thấy đâu đó là giảm hơn 400 tỷ so với quý trước. Quý này chỉ có lợi nhuận sau thuế đâu đó là khoảng 480 tỷ mà thôi, cũng không nhiều lắm đúng không ạ? Giảm đâu đó khoảng hơn 50%. Gần 50%. Còn về so sánh với cùng kỳ của năm trước quý 3 của 2020 thì làm cái câu chuyện nó tăng rất là đẹp đúng không ạ? Quý 3 của 2020 thì cổ phiếu này có lợi nhuận sau thuế là đâu đó chỉ có khoảng hơn 100 tỷ mà thôi. Mà bây giờ vèo một cái đã tăng gần 500 tỷ, gấp đâu đó khoảng hơn 5 lần à, khoảng hơn 4 lần, gần 5 lần đúng không ạ? Thì đây là một cái câu chuyện mà nhìn cũng khá là tích cực đoạn Đang có một cái xu hướng. Tôi thấy đây là cái lợi nhuận sau thuế một năm vừa qua, bốn quý vừa qua nó đang duy trì trạng thái được gọi là không 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 quá là đột biến và cũng không giảm quá là nhiều, nó đang ở trạng thái để duy trì là bằng 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 như này thôi đoạn Vậy thì cái trạng thái này cũng khá là tích cực rồi chúng ta nhìn thấy là về báo cáo tài chính nó không đến nỗi quá là tiêu cực đâu về góc độ phân tích nó cũng khá là tốt về góc độ phân tích kỹ thuật đấy nó cũng khá là tốt Vậy thì chúng ta sẽ đi cái phân tích báo cáo tài chính và đi định giá xem như nào các bạn nhé Trước tiên chúng ta cần cái số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại là bao nhiêu đó là 2 tỷ 341 triệu 871.600 cổ phiếu đang lưu hành. Tiếp nữa chúng ta sẽ lấy những cái thông tin liên quan đến 4 quý gần nhất. Chúng ta sẽ định giá theo PE các bạn nhé, cổ phiếu này. Quý vốn hóa của quý 3 2021 đó là 27.990 tỷ. Quý 2 của 2021 có vốn hóa là 28.220 tỷ. Tiếp nữa là PE của quý 3 2021 đó là 10,24 và quý 2 đó là 11,98. Rồi sau khi các bạn nhập được cái thông tin như này vào rồi thì cho ta bấm xác nhận xem giá trị thực là khoảng bao nhiêu bạn nhé. Ok, cũng khá là cao đấy chứ đầu đó 17.000 các bạn. Hiện tại đang giao dịch ở mức là đâu là bao bao nhiêu này. Đang giao dịch ở mức 13.000 các bạn, có giá trị thực là 17.000. Tăng đo từ cái thời điểm này trở lên xem có tăng lên bao nhiêu phần trăm nữa. 17.000 tăng khoảng 30% nữa các bạn ạ, tăng khoảng đâu đó là khoảng 30 hơn 30% nữa cũng khá là đẹp. Có lẽ thì theo quan điểm của mình cái với cái mức là hơn 30.000 uh, hơn 17.000 thì chúng ta sẽ nắm giữ cổ phiếu này dài dài hơn một chút các bạn nhé. Nắm giữ cổ phiếu này đâu đó là khoảng từ 3 đến 4 tháng à, khoảng từ 3 đến 6 tháng cơ bởi vì hiện tại chúng ta thấy là về góc độ phân tích kỹ thuật nhìn cũng khá là đẹp một cái nữa là là cái báo cáo tài chính của cổ phiếu này nó còn hướng đến một cái tương lai nó dài dài hơn một chút nữa nhìn thấy giá trị thực như này thôi Tuy nhiên thì cổ phiếu này à, báo cáo tài chính khá là ổn nhìn như này đã, mình cũng đã nói rõ là so với những cái cùng kỳ năm trước các kiểu nó tăng như thế nào và các quý này nó đang duy trì ở mức được gọi là trạng thái tích cực các bạn thấy là dịch bệnh các kiểu hoành hành nhưng mà cổ phiếu này nó vẫn có một cái lợi nhuận là giữ giữ cái lợi nhuận sau thuế giữ giữ các quý một năm vừa qua nó vẫn giữ các quý nó tương đương nhau này là một cái câu chuyện khá là tích cực và thậm chí so sánh với cùng kỳ năm trước nó còn lãi một cái con số đâu đó là hơn 40 phần trăm các bạn lãi hơn 40 phần đấy là cái câu chuyện mà tích cực rồi và theo quan điểm của mình hiện tại thì cổ phiếu này khá là tích cực và chúng ta có thể tìm điểm mua về góc độ phân tích kỹ thuật và chúng ta có thể tiếp tục giữ cổ phiếu này các bạn nhé Ok đây là cổ phiếu liên quan đến phân tích và định giá cổ phiếu bao nếu các bạn có gì thắc mắc thì vui lòng comment xuống dưới video ạ Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau nhé